World Cup nữ 2023, giọt nước mắt của Caroline Seger trước ngày hội lớn. Caroline Seger có tổng cộng 235 lần khoác áo đội tuyển quốc gia nữ Thụy Điển và đã giành được 2 huy chương bạc Olympic các năm 2016 và 2020, 2 huy chương đồng World Cup các năm 2011 và 2019. Nữ cầu thủ có nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhất của Thụy Điển Caroline Seger đã không kìm nén được cảm xúc khi được phỏng vấn về quá trình hồi phục chấn thương nhằm chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Trả lời báo giới ở Stockholm, cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của Thụy Điển cần thời gian để bình tĩnh trước khi chia sẻ về những gì cô đã trải qua. Caroline Seger nói, khi cảm nhận rằng mình có thể đang trên chặng đường trở lại, tôi mới nhận thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Thời gian không đợi ai. Không phải lúc nào cũng có thể vượt qua được nỗi buồn. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể bỏ lỡ nhiều trận đấu như vậy. Tôi không muốn tin. Đó là giai đoạn thật sự tồi tệ. Trong khoảng thời gian qua, Caroline Seger chủ động né tránh truyền thông để tập trung cho quá trình điều trị chấn thương. Mọi thứ tưởng như đã được xử lý xong sớm, nhưng việc Caroline Seger tái phát chấn thương trong trận giao hữu giữa Thụy Điển và Na Uy hồi tháng 4 đã khiến mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ. Tuy nhiên, với những đóng góp vô cùng to lớn của Caroline Seger cho màu áo đội tuyển quốc gia nữ Thụy Điển những năm qua, huấn luyện viên Peter Gerardsson vẫn điền tên cô vào danh sách 23 cầu thủ lên đường chinh chiến tại World Cup nữ 2023. Trong sự nghiệp của mình, Seger thi đấu trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia năm 2025 ở vị trí tiền vệ. Hiện cô có tổng cộng 235 lần khoác áo đội tuyển quốc gia với nhiều thành tích vinh quang. Dù Thụy Điển chưa từng vô địch giải đấu lớn nào, nhưng Seger đã có 2 huy chương bạc Olympic các năm 2016 và 2020, 2 huy chương đồng World Cup các năm 2011 và 2019. Tại kỳ World Cup sắp tới, Seger cho biết đây sẽ là lần tranh tài cuối cùng của cô trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, cô đã từng chịu không ít sức ép trong quá trình hồi phục chấn thương. Cô chia sẻ thêm, World Cup là mục tiêu của cả cuộc đời tôi. Được ra sân thi đấu tại đó và chiến đấu để bảo vệ màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia là những điều tôi hằng mong muốn. Tôi luôn tự hào về hành trình mình đã trải qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.